Học tập này ừ, Và chúng ta cũng cảm ơn doanh nhân, nhân Văn Thiện đã hỗ trợ chúng ta buổi sáng rất là tuyệt vời các anh chị ha Tràn đầy năng lượng luôn Và cảm ơn chị Ngọc Bích đã dành thời gian đọc sách để Giúp cho chúng ta uh, nghe được nó rõ hơn Rồi, Cảm ơn các anh chị ạ Và cảm ơn các anh chị vì đã thức dậy sớm Có mặt ở đây các anh chị Đó là những điều kỳ diệu Không phải là những điều bình thường ha Nó không phải là những điều hiển nhiên Bởi vì nếu mà chúng ta xem cái gì đó hiển nhiên thì sao ạ hôm sau cơ thể nói là hồi tao không dậy nữa, <laughs> nha các anh chị, cơ thể của các anh chị sẽ không không chịu dậy nữa, nhá, rồi cảm ơn các anh chị ạ. À. thì uh, sáng ngày hôm nay chúng ta có một thói quen mới, chính là chúng ta sẽ luyện để chúng ta cảm thấy hạnh phúc các anh chị, nhá. và nếu như mình uh, đây là một trong những cái điều mà nếu như chúng ta không luyện tập ấy thì nó sẽ không có. và trước khi mà uh, luyện cái điều này thì uh, em phải nói cho các anh chị là hầu hết mọi người đều có một cái suy nghĩ là gì các anh chị hầu hết mọi người đều có suy nghĩ rằng là cảm xúc là ai đó ban cho cảm xúc là ai đó ban tặng cho mình ừ, chứ không phải rằng là chứ không phải là tự nhiên mà có ừ, các anh chị hình dung ạ à, nhiều anh chị suy nghĩ rằng là cảm xúc là phải một người nào đó ban tặng cho mình hoặc là phải cái gì đó tuyệt vời xảy ra thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc được nhưng mà một cái điều sự thật ở đây anh chị phải hiểu là cảm xúc là do chúng ta tự nuôi dưỡng và chúng ta phải tự tạo ra nhớ yeah. trước khi mà chúng ta bắt đầu thì anh chị phải hiểu được một tư duy là cảm xúc là do chúng ta tự tạo ra các anh chị và nếu như chúng ta không nuôi dưỡng cái cảm xúc hạnh phúc, chúng ta không nuôi dưỡng cái cảm xúc thành công, chúng ta không có nuôi dưỡng cái cảm xúc hưng phấn, vui vẻ cho mình ấy, thì cái cảm xúc đó nó càng ngày nó cái sẽ càng vơi đi, càng ngày nó sẽ càng phai nhòa đi, càng ngày nó sẽ càng nhạt nhòa đi, và chúng ta sẽ dần dần bị bị vô cảm với đời luôn. Chúng ta sẽ cảm thấy vô cảm và chúng ta cảm thấy là không có điều gì nó khiến cho chúng ta vui cả các anh chị mặc dù là có rất là nhiều thứ nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta nó rất là tuyệt vời nhưng mà chúng ta cũng không thấy vui nhớ có phải là không các anh chị bao nhiêu đồng số anh chị trong cuộc đời của mình đã có rất là nhiều điều tuyệt vời nó đã, đã xảy ra đã có rất là nhiều điều tuyệt vời nó xảy đến ví dụ như rằng là ngày dì à, anh chị có nhớ cái ngày mà 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 anh chị sinh đứa con đầu lòng không ạ nhớ yeah. anh chị có nhớ cái ngày mà anh chị sinh đứa con đầu lòng anh chị có hạnh phúc với điều đó không ạ anh chị nhớ cái ngày mà mà anh chị được um, được lập gia đình được kết hôn anh chị có cái ngày đó anh chị đã thao thức và anh chị đã hạnh phúc biết bao nhiêu không ạ và anh chị nhớ cái ngày mà anh chị thi đỗ đại học anh chị thi đỗ một cái trường nào đó anh chị đã hạnh phúc nhường nào đúng không ạ nhớ yes. và anh chị có nhớ rằng là um, mình đã từng làm một cái điều gì đó và mình đã từng rất là sung sướng bởi vì mình đã làm được cái điều đấy anh chị đã từng uh, nhớ đến những cái ngày hạnh phúc đó không ạ nhớ yes nhưng mà cái cảm xúc hạnh phúc đó nó đâu rồi những cái cảm xúc mà chúng ta cực kỳ hạnh phúc đó nó đã đi đâu rồi các anh chị à nó đã mất đi rồi đâu nó không còn nữa bởi vì sao bởi vì chúng ta đã không nuôi dưỡng anh chị chúng ta không có nuôi dưỡng những cái cảm xúc ấy chúng ta không có duy trì và nâng cấp cái cảm xúc ấy lên và ngày hôm nay nó không còn nữa vậy thì có rất là nhiều anh chị nghĩ rằng là mình phải thật sự thành thành công thì mình mới hạnh phúc Mai Nhi chị nghĩ nha Chúng ta phải thật sự thành công Chúng ta phải thật sự phải trở thành một cái người gì đó Một cái người doanh nhân Hoặc là phải đạt được cái điều mình mong muốn á Thì mình mới phải, phải 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 hạnh phúc thôi Nhưng mà các anh chị phải nhớ nè Chúng ta hạnh phúc không cần lý do chị thấy ạ Chúng ta phải tạo ra một cái cái con người đó, Chứ là chúng ta phải hạnh phúc Mà không cần cái lý do các anh chị Chúng ta phải cảm thấy hưng phấn Cảm thấy tuyệt vời Mà không cần một cái lý do nào cả ngay cái việc mà chúng ta được sống đây nó cũng là một cái điều rất là hạnh phúc rồi. Vậy thì một trong những cái bí kíp mà em theo đã bắt đầu cái sự thành công của mình. Đó chính là em theo đã học cái cách để mình cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày. Và em theo đã nuôi dưỡng cho mình một cái con người hạnh phúc uh, ngay từ cái lúc em nhận ra rằng là uh, không phải mình thành công, không phải đợi đến khi mình thành công thì mình mới thật sự hạnh phúc đâu ạ. À. Mà mình phải hạnh phúc ngay bây giờ để chúng ta đủ cái năng lượng, đủ cái tần số để hút được thành công cho mình. Anh chị nói nè, à, chúng ta phải luyện để chúng ta hạnh phúc ngay bây giờ, ngay lúc này để chúng ta có thể đủ cái tần số hút thành công cho mình. Yes. Và ngay lúc đầu khi mất bắt đầu cái chương trình học của mình, khi bắt đầu vào câu lạc bộ em theo đó biết được một cái bài học rất là lớn, đó là không phải đợi mình thành công thì mình mới hạnh phúc mà mình phải hạnh phúc ngay bây giờ các anh chị và để làm được điều đó chúng ta cần phải rèn luyện và nuôi dưỡng anh chị nói là rèn luyện và nuôi dưỡng anh chị ha đợi để có thể hạnh phúc ngay bây giờ để chúng ta có thể càng ngày hạnh phúc hơn để chúng ta đủ cái tần số thu hút thành công cho mình thu hút thành công cho mình thì chúng ta phải rèn luyện và nuôi dưỡng và rèn luyện như thế nào thì trong ngày hôm nay thầy hướng dẫn các anh chị được không ạ OK và anh chị có nhớ một cái điều anh chị phải biết một điều nữa à ha? anh chị nhớ một cái điều đầu tiên là chúng ta phải rèn luyện cho chúng ta hạnh phúc trước khi chúng ta thu hút thành công cho mình chúng ta phải làm được điều đó xuất sắc các anh chị và cảm xúc thì sao à? cảm xúc thì phải được nuôi dưỡng và có một cái câu nói này là gì ạ à? khi anh chị bắt đầu cảm thấy hạnh phúc thì cả thế giới xung quanh bắt đầu thay đổi à, đa số là chúng ta gì ạ à? chúng ta cảm thấy bực bội với thế giới xung quanh, cảm ơn các anh chị, bực bội những người xung quanh, chúng ta bực bội với mọi thứ xung quanh bởi vì nó không diễn ra đúng ý mình, nó không có đúng ý của mình, làm cái gì là cũng không đúng ý của mình hết, mọi người xung quanh không không làm đúng ý các anh chị, là chúng ta đã không vui rồi, hoặc là một cái tình huống nào đó nó xảy ra nó không đúng ý của mình, mình cũng không vui rồi các anh chị, vì vậy nên là À, nhưng mà có một cái câu nói anh chị phải nhớ rồi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì mọi thứ xung quanh chúng ta nó mới thay đổi anh chị còn nếu mà khi mà chúng ta bực bội với mọi thứ xung quanh thì những cái thứ đó nó không có thay đổi rồi à? đó em thấy nhớ rằng là trong cái giai đoạn mà em theo học tập đúng không ạ? À? Thì có rất là nhiều nướng đứa con nít nói xung quanh của mình nó chạy nhảy tùm lum hết, nó la lối ôm um sùm lên nó làm phiền mình học và lúc đó mình có cảm giác không có xúc không có vui mình nói rằng là ôi mấy cái đứa này nó cứ la lối gì sao mà mình học được ta nó làm vì mình thế này mình cảm thấy ồn ào quá mình cảm thấy không vui được các anh chị mình nói là bây giờ làm sao mà tụi nó tụi nó có thể im miệng tụi nó lại nhưng mà sao ạ mà, mà em lại nhớ đến câu nói gì các anh chị mọi thứ uh, nó chỉ thay đổi khi nào khi mình cảm thấy hạnh phúc thôi thì lúc đó em thường bắt đầu là giờ mình phải chuyển hóa đi không À, mình phải hạnh phúc thì thì những thứ xung quanh nó mới thay đổi còn mình có bực bội hay mình có không vui gì thì nó cũng vậy thôi thế là em bắt đầu mình chuyển hóa đi mình nói rằng là ừ cái nhỏ thì nó phải la lối vậy thôi chứ giờ có nói gì nó cũng vậy thôi à trẻ con mà nó không la thì nó không phải là trẻ con thành ra là cái chuyện mà trẻ con nó la đó là chuyện của trẻ con rồi ngay bây giờ thôi mình cứ tập trung chính mình thôi mình cứ luyện cho mình xem như mình đang luyện sự tập trung cao độ và bắt đầu mình tập trung vào chính mình mình cảm thấy nó rất là vui hơn thì tự nhiên mấy đứa nhỏ nó lại nó lại bắt đầu ngoan ngoãn hơn cái anh chị thì tự nhiên nó lại ngoan ngoãn hơn và bắt đầu nó lại ừ nó lại đi chỗ khác nó chơi rồi anh chị nhớ mọi thứ nó chỉ thay đổi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc thôi chúng ta càng cảm thấy bực bội chúng ta cảm thấy không thoải mái thì mỗi cái chuyện xung quanh của mình nó càng rắc rối lên nó càng um sùm lên nó càng âm xề lên cái anh chị nhớ không ạ À, nên là anh chị đã hiểu lý do tại sao mà chúng ta cần phải uh, luyện cảm thấy hạnh phúc chưa các anh chị Hay lắm nên là chúng ta đừng có um, Khi nào mà anh chị cảm thấy là anh chị muốn thay đổi cái thế giới bên ngoài ấy, Thì ngay lúc đó anh chị hãy nhìn lại chính mình và nói ngay bây giờ mình phải hạnh phúc Ngay bây giờ mình phải chuyển hóa cảm xúc mình trước Trước khi mà những thứ xung quanh nó mới thay đổi và anh chị phải nhớ một điều này các anh chị anh chị muốn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống này anh chị phải nuôi ba cái cây anh chị nói là nuôi dưỡng chúng ta cần phải nuôi dưỡng ba cây sau đây không phải anh chị phải nuôi con không phải lớn lên cái rồi sinh con rồi cái nuôi con không là xong rồi các anh chị mà anh chị phải nuôi dưỡng ba cái cây cái cây này của các anh chị nào đó là cái cây tài chính cây sức khỏe, cây mối quan hệ, cái cây hạnh phúc ấy. Cái mối quan hệ đó. Mối quan hệ xung quanh của mình, anh chị có công nhận là đa số mọi thứ anh chị có hạnh phúc hay không, hạnh phúc nó đến từ mối quan hệ xung quanh không ạ? À? Những mối quan hệ xung quanh của mình nha. Nên chị anh chị nhớ là mình phải nuôi dưỡng ba cái cây. Cây hạnh phúc, à, em sẽ nói, cây tài chính, cây sức khỏe và cây hạnh phúc của các anh chị. Hay gọi là cây mối quan hệ của mình ấy. Nếu mà anh chị không nuôi dưỡng thì sao ạ? Một cái cây các anh chị, nếu mà anh chị không tưới, anh chị không tưới nước, không bón phân, không không thăm dẹp không dồn ngó vô, không nhìn nó, không quan sát nó, không yêu thương nó, nó có lớn không các anh chị? Có lớn không ạ? À không? Nó không thể lớn được. Và một cái cây mà nếu mà nó không lớn thì nó sẽ đang gì các anh chị? Nó đang bị lụi tàn, nó đang bị héo mòn. Nhá anh chị có từng trồng cây chưa nếu mà anh chị từng trồng cây thì anh chị sẽ biết nếu mà anh chị không có đặt cái tâm của mình vào anh chị không có yêu thương anh chị không có quan sát anh chị không có chăm bón á, thì nó sẽ héo dần đi vậy cái câu hỏi đặt ra đó chính là khi mà anh chị mới được sinh ra trên cuộc đời này anh được anh chị được vũ trụ ban cho mình một cơ thể khỏe mạnh một cơ thể đầy đủ các cơ quan trên cơ thể của mình một cái sự sống một cái sự sống các anh chị và cái đó vũ trụ chỉ cho các anh chị một lần thôi Việc của các anh chị là phải dạ, phải nuôi dưỡng Chăm bón để cho nó lớn lên Và ngay lúc mà chúng ta còn nhỏ Thì chúng ta được cha mẹ mình nuôi dưỡng hộ mình Nhưng khi chúng ta đã trưởng thành Thì chúng ta phải tự tự nuôi dưỡng cái cơ thể này các anh chị Chúng ta phải tự chăm sóc, nuôi dưỡng Và biết ơn cái cơ thể này Cái sức khỏe này Thì nó mới tồn tại được còn nếu như chúng ta không chú tâm nuôi dưỡng nó thì nó sẽ lụi dần và biến mất anh chị ha nó sẽ lụi dần và biến mất nếu như anh chị không chăm sóc sức khỏe của mình không để ý đến cơ thể của mình một thời gian anh chị có thấy là cơ thể của mình tự nhiên nó nó dư cái cái mỡ thừa ra mà anh chị anh chị không ạ hoặc là có một số anh chị để cho cơ thể của mình sao ạ nó uh, úp nhôm nhách luôn <laughs> nó không có nó không có thịt luôn nó không có thịt uh, trên người luôn nó không có nó không có cái cái sự cân đối các anh chị thì anh chị cứ quan sát và anh chị chỉ hỏi đúng những anh chị đó là do họ không biết yêu thương không biết chăm sóc cơ thể thôi nhớ yeah, và trước đây em thì cũng đã từng để cho cơ thể của mình như vậy các anh chị bởi vì mình không có chú tâm vào mình không để ý luôn, mình không chịu yêu thương luôn, mình không quan sát luôn. Mình không yêu thương đúng luôn các anh chị. Mình không biết cách yêu thương. Và mình và mình không yêu thương đúng cách các anh chị đấy ạ, à. mình không yêu thương đúng cách. Và về tài chính thì sao ạ? À? Nếu như anh chị đang không có thành công về tài chính thì có thì đơn giản rằng là cái cây tài chính của các anh chị nó nó đang không có được anh chị yêu thương không có được anh chị chăm sóc không có được chăm bón không có được dạy yêu thương đúng cách không có được chăm sóc đúng cách anh chị nói là cái chữ đúng cách đó là cái chữ quan trọng các anh chị cái chữ đúng cách đó là nó rất là quan trọng có phải anh chị cũng đi làm không ạ à? có phải anh chị cũng rất là khao khát mình có nhiều tiền hơn không ạ à? có phải anh chị cũng rất là mong muốn mình có tiền nhiều hơn các anh chị có phải anh chị cũng đã đi làm các anh chị cũng phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều không các anh chị nhưng mà mà không hiểu sao mà cái cây tài chính của mình nó không có lên được nó không có phát triển được cái anh chị cái cây tài chính cái cây tiền bạc của mình nó không có phát triển nó không có khai sinh nó không có nở hoa nở trái gì hết chăm hoài chăm hoài luôn đi làm hoài luôn không có nở hoa nở trái thì thì đơn giản là do anh chị sao anh chị không không có nuôi nó đúng cách anh chị chăm nó nó bị không có đúng cái cách chỗ nào đó mà nó bị vậy đó thành ra là bây giờ chúng ta phải gì học cách yêu thương đúng cách chúng ta bắt đầu chú tâm vào cái cây tài chính mình nhiều hơn chú tâm vào cái cây sức khỏe mình nhiều hơn để để nó được nó được cái tình yêu thương của mình để nó được khai mở ra rồi anh chị ha chúng ta có hai cụm từ đó chính là chúng ta học chúng ta yêu thương chú tâm vào và nó phải đúng cách nữa các anh chị ha chúng ta phải làm được hai điều nha là chúng ta dành thời gian chúng ta chú tâm vào rồi mình chúng ta chăm sóc rồi thì mình chúng ta phải làm cho đúng cách nữa và cái thứ ba là mối quan hệ của mình ạ bao nhiêu số chị mình đang cảm thấy không hòa hợp không hòa hợp với những người xung quanh của mình với gia đình với chồng con nè với con nè con mà nói không nghe nè không hòa hợp rồi dạ, với chồng của mình nè với vợ của mình nè với cha mẹ của mình nè kiểu gì nó xích mất cái gì nó cũng không vui nó không hòa hợp lúc nào nó cũng bất khó bất an trong lòng, lúc nào nó cũng có những cái xung nộ nội tâm, xung nộ này kia, nó, sao, nó cái gì nó không hiểu lý do. Mặc dù mình rất là yêu thương họ nha anh chị công nhận. mặc dù mình rất là yêu thương họ, mặc dù mình rất là rất là muốn tốt cho họ luôn, mặc dù mình rất yêu con của mình, mặc dù mình rất yêu chồng của mình, rất yêu vợ của mình nhưng mà nó không có hòa được các anh chị mặc dù mình rất yêu thương cha mẹ của mình nhưng mà nó cũng không hòa hợp luôn. Mặc dù mình rất yêu thương đối tác của mình, mình rất yêu thương đội nhóm của mình, nhưng mà nó cũng không hòa hợp được các anh chị. Vậy thì nó đến từ đâu ạ? À? Nó cũng là bởi vì chúng ta không nuôi dưỡng nó thôi. Anh chị hà, bởi vì chúng ta cũng không nuôi dưỡng cái mối quan hệ của chúng, ta không nuôi dưỡng cái cái mối quan hệ đúng cách, các anh chị. Đúng cách. Nhớ. Vậy chúng ta yêu thương nó không đúng cách. Anh chị nhớ hay? Cái từ chính ở đây là anh chị bị lỗi Đây là nó không đúng cách Và chúng ta Bao nhiêu số anh chị mình cũng rất là yêu thương gia đình của mình à, Yêu thương mọi người xung quanh à. Nhưng mà không hiểu sao mà cả thế giới Giống như là không hòa hợp với mình Là bởi vì chúng ta Yêu thương không đúng cách cho các anh chị Nó không đúng cách dạ. Vậy thì Ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị. chị Mình sẽ làm mọi thứ Mà nó đúng cách hết luôn thì bây giờ chúng ta sẽ luyện cái lòng biết ơn và tình yêu thương của mình và chúng ta phải làm cho nó đúng cách thì nó mới có hiệu quả các anh chị vậy thì nếu mà nói về tài chính nha các anh chị mình đa số là mình phải tìm kiếm mình đi làm mình mình không có mình sẽ không cái chăm sóc về cái cây tài chính của mình à, mình 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 lúc nào mình cũng đi làm mình tập trung mình đi làm mình kiếm tiền mình tập trung mình đi làm kiếm tiền nhưng mà đa số là mọi người À, làm rất tốt trong cái việc kiếm tiền. Nhưng mà mọi người bị lỗi ở đâu các anh chị? Mọi người bị kẹt ở cái bước tiết kiệm tiền ấy. Đó. Đó mà chúng ta cứ tập trung đi kiếm tiền nhưng mà chúng ta đang bị kẹt ở cái bước tiết kiệm tiền. Chúng ta bị kẹt ở cái bước mà trả cho mình trước á. Ở đây là mọi người đã thấy mình không đúng cách chưa ạ? Yes, nên là nói về tài chính mà để mà anh chị có thể yêu thương đúng cách thì chúng ta cần phải à, cần phải học về cách quản lý tiền. Chúng ta cần phải học học từ một chuyên gia thật sự chúng ta còn phải gặp những cái người chuyên gia về tài chính thật sự để họ chia sẻ cho mình cái cách họ giữ tiền sao họ gia tăng tiền sao họ kiếm tiền sao họ gia tăng cái dòng tiền của họ làm sao vậy là chúng ta sẽ biết đúng cách chưa ạ chúng ta sẽ làm đúng cách không các anh chị nhớ và trong cái cuốn sách này cũng hướng dẫn cho các anh chị sẽ biết cách yêu thương tiền của mình như thế nào để cho nó khai mở tốt hơn và bên cạnh đó chúng ta gì ạ chúng ta lại học cái cách giờ dùng tiền đúng cách nữa chúng ta học cái bí kíp quản lý tiền đúng nữa thì chúng ta sẽ kết hợp cả hai là nó suy được giờ không ạ chúng ta vừa biết ơn số tiền của mình đang có chúng ta vừa luyện lòng biết ơn về tiền bạc rồi về cây tiền bạc của mình rồi mà chúng ta vừa học cái cách à, cái cách quản lý tiền đúng nữa thì nó, nó vô là nó mới đúng nha chứ bây giờ các anh chị nha có gì các anh chị học lòng biết ơn ở đây các anh chị biết ơn tiền các anh chị biết ơn cái cây tiền của mình luôn. Nhưng mà bây giờ cái cái bước số 2 đó, là mình yêu thương nó không đúng cách là nó cũng không có trọn vẹn cho anh chị được. Anh chị đỏ rõ cho em ạ? À. Yes. Thế nên chúng ta phải kết hợp cả hai nha. Ví dụ ví dụ về sức khỏe các anh chị. Khi mà anh chị học ở trong cuốn sách này em theo cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bí kíp để anh chị có một cơ thể khỏe mạnh, một bộ công thức giúp cho anh chị có một cơ thể khỏe mạnh giúp cho anh chị có thể tự mình trở thành một người bác sĩ chữa lành cho mình luôn mình bác sĩ tốt nhất cho mình là mình ấy rồi anh chị cũng yêu thương cơ thể rồi các kiểu các thứ đúng không ạ nhưng mà bây giờ mình liền biết ơn rồi mình liền yêu thương cơ thể mình rồi nhưng mà bây giờ mình không biết cách chăm sóc cơ thể mình đúng cách như thì yêu thương đã đời biết ơn tôi đã đời nhưng mà không có không có chăm sóc cho tôi đúng cách thì sao tôi khỏe nữa nên anh chị anh chị sẽ không có tiếp tục khỏe lên anh chị không mà anh chị lại để cho cơ thể của mình nó lại không có được tốt hơn nên là chúng ta phải kết hợp cả hai là chúng ta sẽ bắt đầu biết ơn cái cơ thể của mình biết ơn cái sức khỏe của mình đang có biết ơn cái sức khỏe của mình đã từng có nhưng mà để duy trì được cái sức khỏe đó thì chúng ta phải học thêm một cái cái nữa là gì ạ chúng ta phải biết biết chăm sóc cơ thể của mình đúng cách các anh chị nhưng mà em tin rằng là các anh chị luyện phép màu ở bao ở đâu chứ nó chỉ được có nửa thôi đúng không nhưng mà cái nửa sâu nó quan trọng lắm cái nửa mà 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 phải luyện để mà yêu thương cơ thể đúng cách thôi, đó nó nó quan trọng chứ biết ơn không nó đủ chưa các anh chị mình mình luyện lòng biết ơn với cơ thể của mình là để cho chúng ta để cho chúng ta chịu chịu yêu thương chịu chăm sóc cơ thể mình đúng cách thôi các anh chị từ khi mà em thêm biết ơn cơ thể của mình hơn biết ơn sức khỏe của mình hơn em mới chịu yêu thương nó đúng cách các anh chị anh chị nhớ không mình mới chịu yêu thương nó đúng cách còn mình khi mà mình không biết ơn là mình cứ mình kệ mày chứ mình bỏ bê nó ra mình kệ em chứ ăn uống gì kệ chứ à, vận động hay không vận động kệ chứ nhưng mà khi mà mình thật sự biết ơn khi mà anh chị thật sự biết ơn sức khỏe của mình thì anh chị sẽ khao khát được biết một cái công thức nào đó để mình có thể yêu thương cơ thể của mình đúng cách để mình chăm sóc cho nó để mình nâng niu nó để cho nó phát triển lên các anh chị rồi anh chị nhớ cái điều này chưa y anh chị yên tâm là ở đây có hết ở đây em thì chia sẻ cho chị hết Ở câu lạc bộ thì chia sẻ các anh chị hết đó là lý do mà tại sao anh chị nào ở đây cũng càng ngày khỏe hơn càng ngày, ngày đẹp hơn đúng không Rồi cái bí kíp số 3 này các anh chị đó chính là cái mối quan hệ của các anh chị cái sự hòa hợp của mối quan hệ của các anh chị và chị có biết không ạ à? Mình cũng yêu thương mọi người Mình cũng yêu thương gia đình Yêu, yêu thương mọi người xung quanh Không hiểu lý do sao không hòa hợp với ai hết Thì <laughs> là do sao các anh chị Do mình yêu họ không đúng cách Yêu ta không đúng cách các anh chị Không có đúng cái cách Không có đúng cách yêu ấy Mình cứ nói là mình muốn tốt cho họ Là mình cứ mình cứ muốn cái gì là mình cứ tưởng đâu là mình muốn tốt cho họ Mình cứ tưởng đâu là mình làm cái điều đó là tốt cho họ nhưng mà thật ra là chúng ta không hề không hề tốt xíu nào hết về vô không hề không hề tốt siêu nào hết là anh chị đang đang xúc phạm họ sao vô tình là mình mình muốn tốt cho họ và cuối cùng là mình cái hành xử của mình nó nó không đúng á thành ra là mình gây ra cái chuyện là không tôn trọng họ nhá mình vô tình là mình phạm vô cái lỗi là không tôn trọng người xung quanh không tôn trọng những người xung quanh của mình và mình phạm vô một cái lỗi là mình đã đã không trân trọng những người xung quanh của mình và mình 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 làm cho họ bị bị tổn thương các anh chị nói nha. bị tổn thương nên là chúng ta càng yêu họ thì chúng ta lại càng cho làm cho họ bị bị tổn thương hơn và một khi mà họ đã tổn thương rồi thì họ có ở bên mình không ạ à? họ có hòa hợp được với mình không các anh chị không hòa hợp với mình được đó vì vậy nên là em theo cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách yêu thương mọi người đúng cách các anh chị và kể từ giây phút này trở về đi là anh chị sẽ hòa hợp với tất cả mọi người yêu thương đúng cách và nếu như anh chị yêu thương không đúng cách thì sao ạ à? ngay lập tức anh chị sẽ làm cho người khác tổn thương liền và em nói các anh chị nghe em ví dụ đơn giản một câu chuyện với em với mẹ em thôi à, mẹ của mình đó là em với mẹ em đúng không ạ à? Ừ ờ, mẹ của mình rất là yêu thương mẹ của mình rất là thương cha mẹ của mình thế thì khi mà hồi xưa á hồi xưa mình mới học ở đây nè mình học mấy cái này nó hay quá mà mình biết rằng là mình phải luôn tập trung vào những điều tích cực mình mà tập trung vào những điều không tích cực là nó sẽ không có tốt cho mình đúng không các anh chị đó bắt đầu em em thấy mẹ em bắt đầu mẹ em mà không có tập trung vào những điều tích cực thế em bắt đầu em lo lắng cho mẹ em mình em lo lắng một cách thái quá luôn các anh chị em lo rằng là ôi ôi mẹ của mình nếu mà mẹ mình cứ tập trung vào những điều không tích cực như thế này thì nó không sẽ không tốt cho mẹ của mình ờ, nó sẽ không có hay cho mẹ của mình bắt đầu mình mới nói Ờ, mẹ ơi mẹ phải tập trung vào những điều tích cực chứ mày cứ tập trung vào những điều đó hoài dạ làm sao tao với như được cái này mẹ phải làm cái này mày phải tập trung cái này mày đừng có tập trung cái này nữa thì mày nói mày nói tới, 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 mức mà mình nói mà mình mình không mình không hề biết rằng là mẹ của mình không có hiểu điều đó các anh chị mình nói một cách mà gọi là ờ à, nó như vậy thì sao ạ vô tình nó làm cho mẹ em nó bị không có vui mẹ em sẽ bị tổn thương bởi vì sao ạ bởi vì một đứa con mình nuôi nó lớn nó lớn lên nó mọc cây một lá rồi bắt đầu gì nó xử mình anh chị nhau không mẹ em chỉ biết rằng là mẹ em chỉ nghĩ rằng là ừ con của mình nó là cái đứa con mình nuôi nó lớn mình cho nó ăn học đã đời xong rồi sao nó mọc lông một cánh gì về nhà nó xử mình cái anh chị mẹ em chỉ hiểu như vậy thôi mẹ em không có biết rằng là mình nói cái điều đó là mình muốn tốt cho mẹ mình không mẹ không có không có nhận ra được điều đó anh chị nhau mà thế là mẹ em bắt đầu mẹ em rất là không có dễ chịu luôn mẹ em rất là không có dễ chịu luôn mẹ em bắt đầu là không có được vui luôn và và em đã vô tình làm cho mẹ mình đón thương các anh chị nhớ à, cho đến khi mà đến em không hiểu lý do tại sao mà mình càng yêu thương mẹ mình thì mình càng càng không hòa hợp với mẹ mình càng yêu thương cha mẹ mình lúc nào không hòa hợp với cha mẹ mình không hiểu lý do sao hết mà lúc nào mẹ em theo cũng nói con là cái đứa con mà không có biết nghe lời mẹ rồi có đứa con mà mẹ làm cho, cho cho, mẹ mà mẹ mẹ, mẹ không có vui mẹ không có thỏa mặt ơi em lúc đây mới nhận ra rằng là, là mình không hề không hề xuất sắc xíu đâu các anh chị mình đã làm cho mẹ của mình nó không hề vui và ngay lúc đó em may mắn là em em biết lỗi nên em xin lỗi mẹ em chứ không là xong rồi không lẽ là là, là là, là là tiêu tiêu luôn mối quan hệ với em như mẹ rồi các anh chị anh không mà và 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 hầu như là các anh chị đều làm như vậy với con của mình với chồng của mình với vợ con vợ chồng của mình đúng không ạ nhưng mà các anh chị có biết không ạ mình nói ra như vậy á mình vô tình mình làm tổn thương họ các anh chị và em nhớ cái lúc đó là mẹ em không hề vui luôn mẹ em rất là không được thoải mái luôn ấy mẹ em cảm thấy rằng là giống như là mình đẻ ra đứa con mà bây giờ nó lớn nó, nó xử mình nó, nó, cảm giác nó rất là tổn thương các anh chị và em em giống như em, em đã làm cho mẹ em mình như vậy và mình rất là may mắn là mình đã nhận ra cái điều đó chứ không là mình lại làm cho mẹ mình không vui nữa thế là kể từ đó trở về đây em nói các anh chị là em không bao giờ nói gì luôn em không có nói gì nữa các anh chị và em cảm thấy biết ơn hơn em biết ơn vì ngày hôm nay À, dù mẹ em có tập trung vào những điều tích cực hay không tích cực thì thì dù ngày hôm nay mẹ em có đang như thế nào thì em vẫn biết ơn em biết ơn là vì mẹ em vẫn còn ở đây với em em biết ơn là bởi vì mẹ em vẫn đang còn nở một nụ cười hàng ngày à, mặc dù họ có làm gì đi chăng nữa thì vẫn quan trọng là họ vẫn đang hạnh phúc anh chị à, quan trọng là họ vẫn đang vui vẻ họ vẫn đang hạnh phúc ở bên mình họ vẫn đang còn khỏe mạnh họ vẫn đang cần hạnh phúc và chúng ta vẫn cứ yêu cầu rằng là tương lai cha mẹ mình chỉ cần ngày tương lai cha mẹ mình vẫn sống khỏe mạnh vẫn sống hạnh phúc bên mình, mình là được mình 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 không có phải lo lắng thái quá các anh chị bởi vì chúng ta lo lắng thái quá chúng ta lo lắng thái quá luôn quá luôn rồi em đã lo lắng hết quá cái sự việc luôn rồi thành ra là mình mới tưởng tượng là Ừ nếu như mẹ mình cứ duy trì cái thói quen này tiếp tục thì sau này mẹ mình sẽ thế này sẽ kia sẽ không có tốt cho mẹ mình xíu nào cả cái bắt đầu mình cố gắng mình làm cho cái chuyện đó nó đừng có xảy ra nữa không ạ nhưng mà một con người họ có dễ thay đổi liền không anh chị một con người họ có dễ thay đổi liền ngay lập tức không ạ à không không thể nào mà thay đổi một sớm một chiều nên chúng ta không thể nào mà uh, bắt cái người đã thay đổi được thế em hỏi các anh chị là cái việc mà anh chị thay đổi một thói quen á đối với anh chị có dễ không ạ? à việc anh chị thay đổi một thói quen á nó không hề dễ nên anh chị cũng phải hiểu rằng là bất kỳ con của mình hay chồng của mình hay vợ của mình hay là cha mẹ của mình để mà họ thay đổi được một thói quen nào đó nó cũng không thể nào dễ dàng được nên chúng ta không thể nào bắt các anh chị không thể nào bắt mà chúng ta chúng ta cũng không thể nào mà ép mà chúng ta chỉ có thể làm một cách thôi chính là chúng ta chỉ có thể làm gương thôi nếu anh chị muốn những người xung quanh của mình thay đổi càng nhanh càng sớm thì anh chị hãy làm gương là chúng ta phải thay đổi một cách xuất sắc và chúng ta phải thay đổi một cách vượt trội và chúng ta phải thay đổi một cách gọi là nó phải đẳng cấp làm sao mà nó phải tỏa ra cánh hào quang để có thể truyền lan truyền đến những người thân của mình để họ cũng có thể thay đổi cùng mình các anh chị nhưng mà bên cạnh đây là chúng ta hãy yêu thương dù dù hiện tại những người thân xung quanh của mình họ có như thế nào thì chúng ta cũng hãy yêu thương họ bạn chị hãy nhớ nè yêu thương họ bằng chính họ các anh chị yêu thương họ là bởi vì họ là chính họ các anh chị chứ không phải là mình mình bắt họ thay đổi thì mình mới yêu à, chứ không phải là em á nha coi chỉnh chu lại nhan sắc đi nha cái nhan sắc đó ai mà yêu cho nổi đó <laughs> đúng mà khi bạn khi vợ đó là vợ đó là nghe nghe chồng nói vậy thâu quéo luôn yêu gì nữa đúng mà yêu thương gì nữa các anh chị đúng ạ à? nhưng mà nói vậy nè em á là em tuyệt vời lắm á nha em là có cái vẻ đẹp trời cho em mà em mà biết yêu thương em mà biết làm đẹp thôi đẹp ai chịu nổi không ạ vợ của anh là tuyệt vời nhất xinh đẹp nhất trần gian càng ngày càng đẹp hơn mỗi ngày càng ngày quyến rũ hơn mỗi ngày đẹp vậy ai chịu não đẹp hơn nữa là ai mà chịu nổi chứ đó nghe vậy thì còn khoái làm đẹp chứ mà nghe câu là em mới là coi là nhan sắc đi nha nhìn cái sắc cái sắc đẹp vậy ai mà yêu cho não thôi khổ luôn khỏi luôn khỏi có động lực làm đẹp luôn đó không các anh chị đó. các 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 chị cũng hay đó. phần này những người chồng của mình đúng không anh nha coi lại đi nha làm ăn thì không ra tiền câu làm ra tiền rồi đi chứ là suốt ngày ta không có được nhiều tiền hơn vậy thì thì vợ con nào mà mà yêu cho nói vợ con nào mà thương cho nói vậy thôi chứ chồng nghe vậy thôi hết muốn kiếm tiền luôn nhưng mà mình nói thì sao trời anh á anh là xuất xuất sắc lắm anh là tuyệt vời anh là người chọn người đàn ông người chồng tuyệt vời biết làm ăn Biết kiếm tiền mà em không thể nào tưởng tượng là có người chồng tuyệt vời giống như anh đúng không ạ nhớ yeah. và 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 chỉ cần được ở bên anh là chỉ cần được ở bên anh là em cảm thấy là rất là hạnh phúc và viên mãn và chúng ta sẽ cùng nhau uh, trở nên thành công hơn khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày dạ thì sao ạ thì họ mới nhẹ họ mới có một cái họ mới có một cái năng lượng để họ phát triển các anh chị chính cái tình yêu thương của các anh chị sẽ làm cho người chồng người vợ các anh chị thay đổi hơn và hãy yêu thương họ là vì họ đang là chính họ họ đang là cái con người đó họ đang là cái con người tuyệt vời nhất rồi họ đã là một con người tuyệt vời nhất rồi các anh chị cha mẹ mình đã là cái người tuyệt vời nhất rồi cha mẹ mình đang tốt hơn mỗi ngày thay đổi hơn mỗi ngày nha và bên cạnh mà chúng ta đang chấp nhận chúng ta đang chấp nhận những cái thứ mà chúng ta đang có nhưng mà chúng ta vẫn ra quyết định để mọi thứ nó tốt hơn các anh chị chúng ta đang chấp nhận chúng ta đang yêu thương cái người chồng người vợ mình đang 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 là như thế nhưng mà chúng ta vẫn ra quyết định tương lai À, nó sẽ hạnh phúc hơn, nó sẽ, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, người chồng của mình bắt đầu là gì, trưởng thành hơn, người vợ của mình bắt đầu là gì, xinh đẹp hơn, ai cũng sẽ hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chúng ta phải ra cái quyết định đó anh chị, chứ không phải là, Ồ thôi, à, cứ vậy đi cho thoải mái, Chứ thay đổi làm gì đâu mà. <laughs> Tuy là chúng ta chấp nhận những cái thứ chúng ta đang, chúng ta đang biết ơn những cái điều chúng ta đang có, nhưng mà chúng ta phải gì? Ạ? chúng ta phải yêu cầu mọi thứ nó tốt hơn nha anh chị. Đó vậy thì bao nhiêu số anh chị mình đã thấy rằng là trước giờ mình hơi không đúng một tí. <laughs> dạ trước giờ mình hơi không đúng một tí về sức khỏe, về tài chính, về mối quan hệ ạ. À. Dạ, và em chỉ nói xa sơ cho các anh chị thôi. Hành trình sắp tới là hành trình chúng ta thay đổi. Buổi sáng chúng ta sẽ luyện yêu thương chúng ta sẽ luyện về à? biết ơn chúng ta sẽ luyện cho chúng ta cảm thấy biết ơn những gì chúng ta đang có nhưng mà buổi tối chúng ta sẽ học thêm cái bí kíp cái bí kíp để mà uh, yêu thương tiền bạc đúng cách Chứ có nhiều anh chị nói là ừ, yêu thương, mình yêu tiền lắm ồ chị là chị yêu tiền lắm mỗi lần mà chi chị chi cái đồng tiền nào là chị tiếc chị tiếc lắm em <laughs> chi đồng tiền là chị tiếc lắm là tiếc là gửi cho cái tiền cảm xúc gì Cái anh chị cảm xúc không vui đó mà mình mình vừa mình ra mình mua cái cái bữa ăn nào đó cái mình nói trời ơi hai trăm ngàn tiếc quá hai trăm ngàn của mình tiếc quá đó là anh chị gửi cảm xúc gì cho tiền rồi anh à, anh nên là anh chị yêu thương nó không đúng cách thôi được có một số anh chị nói là ôi mình yêu thương tiền lắm nha tiền là chị có yêu thương nó lắm nhưng mà sao ạ À, anh chị yêu thương tiền nhưng mà cuối cùng anh chị cứ xách tiền trả cho người khác không à Cứ uh, tiền mới vừa về túi là hốt tiền đi mua nọ mua kia rồi. Vậy yêu thương tiền gì các anh chị? Yêu thương tiền là sao ạ? À? Là mình phải trả tiền cho mình trước chứ. Là mình phải dùng tiền để nó ở bên mình nhiều hơn. Mình phải trả tiền cho mình trước và mình dùng cái tiền đó làm sao để nó sinh sôi nảy nở chạy về trong túi mình nhiều hơn. Thì mình mới gọi là yêu thương tiền. Và mỗi một cái đồng tiền mà các anh chị chi ra thì anh chị phải biết rằng là chi cái tiền đó ra sao ạ, chi cái tiền đó ra là à, là 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 để cho để trao để làm cho mình có để cho mình có giá trị hơn để cho phục vụ một cái điều gì đó để cho mình kiếm nhiều tiền hơn để mà thu hút nhiều tiền hơn chứ không phải là mình 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 lo lắng các anh chị nha, thì thì không sao cả những cái điều này em sẽ cùng với các anh chị luyện nhiều hơn trong những cái chương kế tiếp và ngày hôm nay chúng ta chỉ chung quy lại là sức khỏe là tài chính mối quan hệ với các anh chị đây là ba cái cây mà các anh chị cần phải nuôi anh chị không nuôi thì nó không lớn anh chị không nuôi thì nó không phát triển anh chị không dưỡng thì nó sẽ không có và và anh chị phải hiểu cho em một cái quy luật nữa là quy luật vô thường các anh chị yeah. Và chúng, ở đây chúng ta sẽ hiểu thêm một cái quy luật nữa các anh chị là quy luật vô thường không có gì tự sinh ra và tự mất đi các anh chị không có gì tự sinh ra và tự mất đi cả. giá à, yeah. và mỗi cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng sẽ không có sinh tự sinh ra nó tự mất đi đâu ạ. À. Mà suy nghĩ của chúng ta nó sẽ chuyển hóa và bất kỳ gì nó cũng sẽ chuyển hóa từ một dạng này sang một dạng khác. À, cha mẹ của mình đó mà ngày hôm nay họ ở bên mình, à, nhưng mà sau này họ sẽ chuyển hóa thành một dạng khác các anh chị. Họ đang ở trong một cái dạng nó trên hình hài để cho chúng ta yêu thương thì chúng ta biết được điều đó thì sao ạ? Ngày hôm nay có thể cha mẹ của mình không được khỏe, không có được uh, đẹp đi. Nhưng mà chúng ta được gì? Nó sẽ nó sẽ chuyển hóa thành một cái dạng khác nha. Thành ra là chúng ta hãy yêu thương và chúng ta hãy nuôi dưỡng để cha mẹ của mình càng ngày càng khỏe hơn, chuyển hóa thành một cái dạng là khỏe hơn. Hoặc là cơ thể của mình. Nếu như ngày hôm nay anh chị có một cơ thể nó hơi uh, gọi là nó hơi uh, không có cân đối. Nhưng mà anh chị hãy nhớ rằng là chúng ta có thể chuyển hóa được bởi vì nó không có giữ nguyên như vậy suốt đời đó ạ. mọi thứ nó không có giữ nguyên như vậy suốt đời đâu, chỉ là chúng ta sẽ chúng ta được chuyển hóa nó tốt hơn và anh chỉ có hai quyền lựa chọn, anh chỉ có quyền chuyển hóa cho nó tốt hơn, hai là anh chị để cho nó chuyển hóa giảm xuống, hay là nó nó tệ đi, hay là nó lụi, lụi tàn đi, chúng ta có hai cái lựa chọn như vậy, nếu như anh chị yêu thương cha mẹ mình đúng cách cha mẹ các anh chị sẽ sống bên mình nhiều hơn lâu hơn và giờ ở cái dạng nó tốt hơn với mình hoặc là nếu như chúng ta yêu thương cơ thể của mình đúng cách các anh chị thì cơ thể này nó sẽ ở bên anh chị lâu hơn chứ không là nó chuyển nó chuyển nó chuyển nó chuyển thì chúng ta phải nhớ là nó, anh chị muốn nó chuyển thành cái gì đây mà cơ thể của em ngay bây giờ em muốn nó chuyển hóa thành một cơ thể nó cao bắp rồi khỏe mạnh các anh chị em đang em đang ra quyết định và em đang uh, làm mọi thứ cho nó chuyển hóa thành cái điều đó, nó chuyển hóa thành cơ thể khỏe mạnh. Vậy thì cái cơ thể các anh chị anh chị muốn chuyển hóa thành gì đây? Mà tài chính của các anh chị vậy, nó không có giữ yên mức đó đâu ạ, à. nó sẽ chuyển hóa đi lên, nhiều tiền hơn, nó gấp đâu lên, hoặc là nó sẽ chuyển hóa đi xuống, nó, nó giảm xuống nữa, nó được chuyển hóa như vậy, nó có hai chiều chuyển hóa như vậy. Vậy thì anh chị anh chị muốn tác động cho nó chuyển hóa như thế nào? Đó là do anh chị Nó không do số phận do gì đâu các anh chị, mọi thứ nó không có như vậy hoài đâu nha, mọi thứ nó không có gì hiển nhiên đâu, à. đó là quy luật vô thường, đó là gì, nó không có như vậy hoài mà nó sẽ thay đổi, nên có nhiều anh chị nói rằng Ôi, uh, vô thường, mọi thứ là vô thường, mọi thứ là vô thường, nó có rồi nó cũng đi thôi, mọi người nghĩ rằng là nó có rồi nó cũng mất thôi, nhưng mà không phải các anh chị, nó có hai cái cách chuyển hóa, là nó chuyển hóa đi lên và nó chuyển hóa đi xuống vậy thì chúng ta phải tác động chúng ta phải chăm, chăm bón để cho mọi thứ nó gì ạ chuyển hóa đi lên và anh chị phát triển thì tài chính sức khỏe mối quan hệ anh chị phát triển anh chị uh, lùi tàn anh chị tục lùi anh chị uh, tục hậu thì mọi thứ nó cũng sẽ đi xuống vậy thì ngay bây giờ lúc này chúng ta cùng nhau yêu thương yêu thương là gì ạ để chúng ta để ý tới nó đó chúng ta quan tâm chúng ta yêu thương đúng cách và chúng ta học cái cách yêu thương đúng nè anh chị chúng ta học cái cách biết ơn chúng ta học cái cách yêu thương đúng để chúng ta chuyển hóa ba cái cây tài chính sức khỏe mối quan hệ của mình nó đi lên được không anh chị Mà em nói các anh chị là yêu thương biết ơn không chưa đủ chúng ta cần phải có trí tuệ các anh chị chúng ta cần phải có sự hiểu biết để yêu thương đúng để làm cho nó đúng và những cái điều mà anh chị làm trong quá khứ á do nó không đúng do mình yêu thương không đúng nên nó dày mọi thứ nó từ lưa từ lưa hết đúng không ạ à? trước khi biết đến câu lạc bộ em từ lưa hết anh chị gì nó cũng từ lưa hết sức khỏe tài chính thì sao tài chính thì nó có 5 triệu mà nó không còn trong cái tài khoản không lúc nào nó dư không hiểu sao mà làm bao nhiêu tiền đúng không dư được ấy, anh chị mặc dù mình đâu phải là dạng ăn tiêu xài xài phung phí đâu em là người, người chú tiết kiệm luôn không hiểu sao số tiền nó đi đâu hết không biết không biết lý do sao luôn rồi cái sao ạ sức khỏe em nói anh chị là em không phải là một cái người mà gọi là 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 phong phí sức khỏe đâu từ cái năm em là sinh viên em đã biết là cách là chăm ăn uống là đúng đủ em không bao giờ ăn những cái thứ như là trà sữa trà đồ mấy cái đó em không bao giờ ăn nhiều đâu các anh chị em không không có thèm thuồng với mấy cái 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 món mà gọi là ăn vặt đâu các anh chị nhưng mà em có có cân đối cơ thể đâu tại sao Yêu không đúng rồi sao nữa ạ vì mối quan hệ là em em chưa bao giờ mà chửi ai bất kỳ gì hết các anh chị mối quan hệ là em chưa bao giờ la lối ai bất kỳ gì hết em cũng chưa bao giờ mà trách móc ai cái gì luôn em cũng chưa bao giờ ghét cảm ai gì hết vậy mà sao nó cũng không hòa hợp được chứ với mỗi người chứ vậy mới hay chứ các anh chị bây giờ chúng ta làm không đúng không có hiểu ý không có trí tuệ mặc dù mình không phải là cái người đâu phải em đâu phải là cái người phá những thứ đó đâu ạ, à. mặc dù mình rất là muốn nuôi dưỡng những cái thứ đó của mình luôn mà không biết thôi các anh chị, do không biết. Cho đến khi mà em vào câu lạc bộ thì sao ạ, à? em đã được học cái cách cách quản đầu tiên là học cách quản lý tiền, thứ hai là học cách làm ra tiền nhiều hơn, cái thứ hai à, là cái về sức khỏe hay sao ạ, à? học cái bí kíp công bộ công thức khỏe mạnh Du địch luôn học cái bộ bí kíp này anh chị bộ nguyên bộ bí kíp nó phải có đủ nha chứ anh đồ ăn không nó không đủ anh chứ phải có trọn bộ bí kíp luôn từ tư duy cho đến công cụ cho đến gì cho đến cái 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 lối sống của mình luôn và cái thứ ba là về mối quan hệ các anh chị mình uh, hiểu được uh, phải yêu thương mọi người như thế nào phải yêu thương mọi người như thế nào Nhạ. và tất cả mọi thứ gốc rễ nó đến từ đây các anh chị anh chị chỉ cần làm tốt một việc thôi anh chị sẽ cải thiện hết được ba cái điều của các anh chị. anh chị chỉ cần làm tốt một việc giúp em thôi ạ. À. đó chính là gì ạ. À? hãy học cách yêu thương tôn trọng và hòa hợp chính mình các anh chị. à. thì xuất phát điểm tất cả mọi thứ là do anh chị không có yêu thương và hòa hợp với bản thân của mình. không có yêu thương, không đủ yêu thương, không đủ hòa hợp và không đủ tôn trọng cái cơ thể của mình thôi. Nên là trước tiên mà anh chị muốn làm tốt cái việc mà yêu thương tiền bạc sức uh, mối quan hệ bên ngoài á trước khi anh chị muốn làm tốt điều đó á, anh chị đóng cửa anh chị yêu thương bản thân đi được không ạ anh chị đang nếu như anh chị đang không tôn trọng những người xung quanh á đơn giản là anh chị không có tôn trọng chính mình anh chị thử đi ý nha nếu như mà mình vẫn còn những cái thái độ không có tôn trọng người khác á đơn giản là chị không tôn trọng chính mình thôi anh chị thử nghĩ coi anh chị vừa làm một cái điều đó không tốt anh chị chửi mình ngay anh chị trách bản thân mình liền đi là do anh chị không có tôn trọng cái cơ thể này không hở làm cái gì xíu là bắt đầu la nó liền nó làm gì chưa được xíu bắt đầu la nó liền nó vậy không có sớm xíu bắt đầu trách ê, ê, sao mà mày ngủ mày ngủ dữ vậy bắt đầu trách liền đúng không ạ à? không không có trách nha thay đổi thì thay, thay đổi thì cùng nhau thay đổi chứ không có trách nha không có phàn nha không có la nha không có trách mình nha không có trách cái bản thân này nha cái cơ thể này là cái người mà anh chị phải yêu thương và tôn trọng nhiều nhất. Vậy nói à Cái cơ thể của các anh chị là cái người mà các anh chị phải tôn trọng nhất trong tất cả những người khác. Anh chị không tôn trọng cái cơ thể của mình anh chị không có tôn trọng ai đâu ạ. À. Anh chị chỉ là giữ cái thái độ thôi. Vậy thì chúng ta phải, phải phải quan sát bản thân và chúng ta phải học cách yêu thương bản thân của mình đúng. Thì tất cả mọi thứ anh chị cũng sẽ được học ha. Mình học cái cách gì ạ? À? Tôn trọng bản thân của mình anh chị anh chị tôn trọng cơ thể của anh chị đi à. anh chị sẽ tôn trọng tất cả mọi người luôn dù cái người đó có đang là như thế nào dù có người đó có ra làm sao thì anh chị cũng phải tôn trọng họ bởi vì sao bởi vì họ là một một cái cá thể độc lập được sinh ra trên cuộc đời này họ được có quyền được sống họ có quyền được yêu thương họ có quyền được làm những điều mà họ có quyền được làm dù họ có đang có tài chính hay dù họ có đang làm gì thì đó là cái quyền cá nhân của họ không? họ được sinh ra trên đời họ có một cuộc sống tự do họ có quyền được lựa chọn mà họ lựa chọn sống tốt họ lựa chọn sống không tốt đó là quyền của họ chúng ta cũng phải tôn trọng cái quyền riêng tư của họ nên chúng ta không thể nào đánh giá phán xét mọi người cũng không có uh, nói họ thế này thế kia mà chúng ta phải tôn trọng mọi người thì để mà tôn trọng chồng vợ con những người xung quanh của mình cha mẹ của mình tất cả thì ngay bản thân anh chị phải tôn trọng anh chị trước anh chị không được làm một cái hành xử nào mà mà khiến cho cái cơ thể này nó cảm thấy bị thiếu được tôn trọng chỉ cần anh chị phàn nàn một cái điều gì đó là anh chị đang không yêu thương cơ thể của mình chỉ cần anh chị trách móc một cái người nào đó hay trách móc một cái sự việc gì đó làm cho anh chị bực bội là anh chị đang trách cái cơ thể này đó chị nhau mà nhá vô tình mình đối xử với bản thân của mình nó không tốt vô tình mình dùng cái cách đó mình đối xử với người khác luôn bởi vì con người sống là thô quen các anh chị anh chị đối xử với anh chị sao là anh chị đối xử khác gì chàng vậy à? anh chị thấy mình làm một cái chuyện gì đó nó không tốt xíu bắt đầu trách liền đúng không ạ thì anh chị cũng đối xử như khác y chang người khác mà làm cái gì không ok anh chị xíu anh chị trách họ liền anh chị công nhận gì không ạ Nên đây là cái cách chúng ta đấu xử mình sao là chúng ta đối xử khác y chang đó à, nên là anh chị không có giấu được anh chị không có giấu lòng được nên là chúng ta thường hay nói rằng là tôi tôi dành hết thời gian công sức tiền bạc để mà tôi lo cho cha mẹ cho con cái tôi đâu còn tôi thì sao cũng được cả không các anh chị cái cơ thể của mình mà sao cũng được thì sao ạ thì anh chị dùng cái cách đó, anh chị đối xử với người khác thì họ cũng có, họ không có hạnh phúc được các anh chị mặc dù anh chị cứ dành cho họ những điều tuyệt vời nhưng mà họ cũng không có vui trọn vẹn được họ không có hài lòng cách trọn vẹn được anh nên là những gì tốt đẹp nhất là phải ưu tiên cho mình trước thì sau đó anh chị mới có cái thói quen đó anh chị mới ưu tiên những điều tốt đẹp nhất cho những cái người xung quanh các anh chị những cái điều tốt đẹp nhất đến với họ nha chứ không phải cái gì tốt nhất cái bắt đầu cũng nhường nhường nhịn cho người khác bắt đầu quay đi chính mình luôn lo được cho mình thì lo cho người khác đó là lý do mà tại sao những người thành công của anh chị họ rất là tập trung chính mình bởi vì họ biết rằng là chỉ khi nào mà họ lo cho họ tốt nhất thì họ mới đủ cái tầm để mà lo cho người khác thôi để mà ảnh hưởng được người khác thôi để mà giúp đỡ một những người xung quanh những người yêu thương xung quanh của họ thôi. Nha. Đây là bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học cách yêu thương uh, cơ thể của mình, nha các anh chị nhé. Học cách hòa hợp với cơ thể của mình. Anh chị chỉ cần làm tốt một việc đó thôi. Lại em tin anh chị sẽ hòa hợp với tất cả mọi người. Anh chị sẽ hòa hợp được với tiền, anh chị sẽ hòa hợp được với 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 mọi người xung quanh của các anh chị và mọi thứ rất là tuyệt vời từ khi mà anh chị anh chị phải hòa hợp với tài chính sức khỏe mối quan hệ thì anh chị mới cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn được các anh chị đúng không các anh chị ơi anh chị mới hạnh phúc trọn vẹn được đúng không ạ à? chứ bây giờ mình đang rất là nhiều tiền luôn nhưng mà nhưng mà không có ai hòa hợp với mình hết mình nói không ai nghe hết mà không ai không ai vui vẻ với mình hết thì nó cũng không thể là hạnh phúc trọn vẹn được Um, có một cái câu các anh chị thà không đủ thời gian khi mãi nghĩ về hạnh phúc còn hơn là không đủ hạnh phúc vì mãi lo đến khó khăn. Dạ. Yeah. Thì em hỏi các anh chị là mỗi khi mà mình mình nghĩ mình dành cái thời gian để biết ơn các anh chị. Nó cũng hơi một số anh chị sẽ nghĩ là hơi tốn thời gian. Nhưng mà ở đây tác giả nói là ừ nhớ nha, không đủ thời gian để mãi nghĩ về hạnh phúc nó còn hơn là gì? À, không có hạnh phúc để mà nghĩ khó khăn. Nên nếu như mà chúng ta à, có thời gian, chúng ta nghĩ đến khó khăn, thì nó cũng không, thì nó cũng rất là phí. Thay vì à, mình dành cái thời gian đó để mình nghĩ đến cái những cái điều mình hạnh phúc hơn, thà là như vậy cũng được. Và nó có một cái điều này các anh chị, anh chị hãy luôn nhớ một cái điều như thế này: khi mà chúng ta không hài lòng, khi mà chúng ta không có hạnh phúc với những thứ xung quanh ấy thì chúng ta bị rơi vô một cái bẫy đó chính là chúng ta sẽ có một cái cảm xúc không tích cực nó xuất hiện và cái cảm xúc không tích cực nó xuất hiện nó sẽ khiến cho các anh chị nói những điều không hay hành xử những điều không đúng nói những điều không hay và hành xử những điều không đúng và anh chị sẽ bắt đầu phê phán hay là bới móc người khác bới móc lỗi người khác liền chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ phát sinh đổ lỗi đúng không anh chị cái việc mà anh chị đổ lỗi đó là do anh chị đã gì anh chị đã bị dính vào một cái gọi là anh chị bị để cho cái cảm xúc tiêu cực nó léo lên cảm xúc không tích cực nó léo lên các anh chị chính vì nó léo lên nên là nó đã dẫn đến như anh chị có những cái lời nói không hay có những cái cảm xúc không hay và đưa ra những cái hành xử không hay và vô tình chúng ta làm tổn thương những người xung quanh của mình và khi anh chị làm tổn thương người khác Theo luật nhân quả thì sao các anh chị Thì đó là do mình đang làm tổn thương mình rồi đó anh chị nha Mình làm tổn thương người khác là nhân quả Là cái đó nó về mình lại Nó vậy nó hay lắm các anh chị Nó nhân quả vậy nó nó quay trở về các anh chị rất là nhanh Vì vậy nên là chúng ta mà chúng ta cảm thấy không tích cực Thì anh chị phải chuyển hóa ngay lập tức chuyển hóa bằng cách gì ạ? À? Chuyển hóa bằng cách là chúng ta phải gì? Chúng ta ngay lập tức chúng ta biết ơn liền. Chúng ta phải luyện biết ơn là như vậy các anh chị. Khi anh chị anh chị chuyển hóa cái cảm xúc biết ơn thì cái cái tiêu, cái, cái cảm xúc tiêu cực đó nó không có cơ hội len lỏi vào trong tâm trí các anh chị. Và nó làm cho anh chị tỉnh thức hơn và và biết là ngay bây giờ mình không nên hành xử như thế. Nên là em mới dặn các anh chị thói quen đầu tiên Các anh chị hãy nhớ rằng là luôn Biết ơn trước khi mà chúng ta có cái thái độ là gì Phê phán, bớ móc, trách móc Thì chúng ta phải gì Biết ơn cái tình huống đó trước Mở miệng ra là biết ơn liền các anh chị ha Mình mở miệng ra là mình biết ơn trước các anh chị Mình mở miệng ra mình muốn nói gì Thì trước tiên biết ơn trước Để đảm bảo cái đoạn đằng sau của mình Nó nó hay Cái hành xử đằng sau của mình nó đúng Cái hành xử đằng sau của mình Nó không có làm cho ai phải tổn thương cả tại vì chúng ta gieo gì chúng ta gặt cái đó các anh chị những cái hành động của mình ngày hôm nay nó có vô tình hay là nó cố ý làm cho một người nào đó không được vui thì anh chị nó nhân quả cái đó nó quay về anh chị nó muốn làm cho anh chị không vui thôi <laughs> anh chị nhưng mà nên là có vô tình hay cố ý gì chúng ta cũng phải cần nhặt chúng ta cũng phải hiểu nên là chúng ta phải chuyển hóa cái sự biết ơn để chúng ta không phải gieo cái 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 mầm mắm không vui đến người khác. Cái mầm mắm không tốt đến người khác. Để chúng ta khỏi phải nhận về. Anh chị hiểu không ạ? Vậy thì để mà luyện được. Anh chị có biết không ạ? Anh Stan ấy. Anh Stan là một trong những cái người mà cũng có những cái phát minh rất là vĩ đại. Và ông cũng luyện lòng biết ơn rất là nhiều. Các anh chị. Và ông nói rằng là. Hãy nhớ rằng là phép màu của lòng biết ơn nó có hiệu quả tương đương với mức độ cảm xúc. Có nghĩa rằng là khi anh chị nói là biết ơn thì anh chị phải có cái cảm xúc trong đó. Thì nếu như mà mình nói là biết ơn, mình luyện là biết ơn nhưng mà mình không có cảm xúc. Thì nó cũng không có hiệu quả nghe anh chị. Vậy thì để có cảm xúc thì chúng ta luôn đưa ra cái lý do đằng sau cái chữ biết ơn. Rồi. Anh chị phải anh chị phải 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 nói lý do tại sao mình phải biết ơn các anh chị thì nó mới có cảm xúc. Càng nhiều lý do, cảm xúc càng cao. Càng nhiều được anh chị đưa ra càng nhiều lý do, cảm xúc nó càng cao các anh chị. Em ví dụ ha. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn à, Em ví dụ một cái trường hợp nè. Ví dụ như anh chị không có cảm xúc trong cái trường hợp đó nha, không có cảm xúc trong cái điều đó, vì một cái người nào đó. Họ, ví dụ anh, anh anh chị có một cái người nào đó họ họ đến họ đến họ làm cho các anh chị không vui nha cái là anh chị bắt đầu là có những cái thái độ không tốt thì ngay lúc mà chúng ta sẽ biết ơn chúng ta sẽ biết ơn là gì ạ à? tôi rất là hạnh phúc và biết ơn bởi vì à, anh A đã đến đã cho tôi một cái một cái tình huống để cho tôi có thể luyện tập cái sự tỉnh thức để tôi có thể luyện tập kiểm soát cảm xúc đúng không ạ à? đó nó cũng là một lý do nhưng mà nói ra một lý do như vậy thì nó sao mà nó không có vui nó cũng không có đủ cảm xúc bằng nó thêm lý do nữa nó nói thêm một cái lý do nữa là tôi cảm ơn anh a bởi vì anh đã đến đây ngay lúc này và đã cho tôi một cái tình huống để tôi có thể trưởng thành hơn về mặt cảm xúc đó có thêm lý do số 2 thêm một cái lý do số 3 nữa ngồi nghĩ ra lý do số 3 nữa cảm ơn anh a đã đến đây để cho tôi một cái bài học một cái bài học để cho tôi nhận ra rằng là trong suy nghĩ của tôi đang có cái suy nghĩ gì mà khiến cho cái chuyện này nó đã, đã xảy ra để cho tôi cân nhắc lại suy nghĩ của mình thêm cái lý do nữa là thấy thêm biết ơn cái người đó chưa các anh chị bị ra ba cái lý do cái thấy cảm xúc nó thay đổi không mà thấy cảm xúc nó tốt hơn mà thấy rằng là mình càng biết ơn hơn chứ bây giờ nó anh chị nói là ờ, theo 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 như là mình học trong sách là mình phải biết ơn ok thôi thì mình cứ biết ơn thôi thôi biết ơn anh a đã đến với à đến đây biết ơn anh a đã xuất hiện đã, đã gây ra cái tình huống này vậy thôi dừng lại ở đó nó không có đủ cảm xúc các cả anh chị hình như không à không có đủ không có đủ cái cảm xúc để cho mình 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 thấy nó hưng phấn mà mình bị ra nhiều lý do các anh chị mình bị ra có cái lý do kế bên á cái điều mà chúng ta biết ơn ấy, nó mới nó mới tăng cái cảm xúc cho các anh chị chị nhìn vô mà hôm nay anh dặn các anh chị là gì ạ à? anh chị phải nghĩ lý do tại sao mà mình cảm thấy biết ơn nó mới, mới tạo ra anh chị cảm xúc ví dụ như anh chị nói là biết ơn biết ơn miss bích à, vậy thôi hết biết ơn bích nha ừ, nó hết nó không có cảm xúc nhiều anh chị nhìn vô mà nó không có cảm xúc cho các anh chị ấy hoặc là biết ơn cơ thể của mình là xong anh chị phải nói là biết ơn cơ thể của mình bởi vì ngày hôm nay đã thức dậy sớm thức dậy vào lúc 4 giờ rưỡi sáng ôi nó không phải là một chuyện bình thường để cho mình có thể ngồi đây để cho mình có thể hít thở không khí trong lành buổi sáng để cho mình có thể nghe những điều tuyệt vời mới 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 sáng ra là nghe những điều tuyệt vời đúng không các anh chị em không biết là em cho anh chị cái bài học gì nhưng mà mở mắt ra anh chị cho cái trí não anh chị nghe những điều tuyệt vời là coi như cả ngày anh chị tuyệt vời mới sáng ra nên là không không có nhắc thiết là ui vô đây tôi phải học cái bài học gì đâu đó, anh chị mà nghe được những điều tuyệt vời là tự nhiên tâm trạng anh chị nó nó được khác đi à đó ờ, biết ơn cơ thể của mình đã chịu đã chịu ngồi dậy lúc 4 giờ sáng mà tỉnh táo nữa chứ tỉnh táo và năng lượng nữa chứ đó không phải dễ đâu mà ngồi dậy mà tỉnh táo năng lượng nữa mà 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 mình mà, mà ngồi ngồi nghe mà nghe tỉnh táo nữa chứ nghe không giỏi chưa đỉnh cao là ở đó đó các anh chị nên tỉnh táo mà mà còn là gì à? nghe những điều tuyệt vời cho phép nghe những điều tuyệt vời nè hết cái không khí trong lành nè luyện thói quen luyện thói quen yêu tiền mới sáng sớm là bắt cái đồng tiền ra bỏ cho mình rồi luyện thói quen yêu tiền nè rồi được luyện thói quen làm ăn mừng thành công mới buổi mới mới, 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 sáng sớm quá là nhiều thứ nó tuyệt vời nó xuất hiện sao mà hay thế chứ mà ngày nào cũng vậy nha ngày nào cũng vậy sớm được mới hay chứ cơ thể gì cơ thể hay dữ ta, đó, chúng ta phải nói cái lý do tự nhiên thấy quá em okay, chị thấy, um. cơ thể các anh chị nó, um, um, nở mũi, um, nở cơ thể anh chị nó nó quá vui, cái làm sao sao, sao thức dậy tiếp, làm <laughs> sao thức dậy tiếp, đó chứ bây giờ dậy chê chưa hết mới mở mắt ra chê rồi chê ta, rồi. Ờ, ờ, hôm qua hôm qua mình lỡ làm cái kia thấy sao nó không vui gì trơn hôm qua mình lỡ lỡ ờ, vướng vô kia giờ thấy không vui hết rồi hẹn người bút nước vậy rồi bút giờ năm mươi mới vậy cái đồ khí hả à. đúng không ạ à? bắt đầu chưa hết chưa hết mở mắt ra la ta rồi người ta ơn đâu ưng đâu mở mở mắt ra là khen liền chỗ giỏi dữ em vậy muốn rửa luôn giỏi quá đúng không ạ à? chị biết ơn nhiều biết ơn cơ thể mà mà anh chị mới mở mắt ra anh chị mở mắt ra được anh chị tỉnh táo là anh chị biết ơn liền trời ơi trời ơi biết ơn em em mà mở mắt ra em ngồi dậy mà em khỏe mạnh khỏe mạnh ro ro à nhìn xung quanh cơ, cơ thể mình nó móng tay rồi vẫn còn đang dài tóc cũng đang mọc ra khỏe mạnh ro ro luôn trời ơi, biết ơn em luôn á các anh chị ha mới mở mắt ra là khen liền khen cơ thể liền chứ không là 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 là, là nó nó không vui nha các anh chị rồi ok chúng ta sẽ cùng nhau luyện từng thói quen ha vậy thì khi mà anh chị viết cái, cái biết ơn á anh chị phải kèm cái lý do vô là thích lắm anh chị có khen ai chị có biết ơn ai thì anh chị kèm lý do vô các anh chị ví dụ như biết ơn là làm là cái người đó họ làm gì cho các anh chị họ đang làm cái đi tuyệt vời gì mà để khiến cho anh chị phải nói là biết ơn Chứ anh chị biết ơn không không á người ta không uh, anh chị không có cảm xúc đâu à bản thân mình cũng không có cảm xúc mà bản thân cái người mà được biết ơn á nhiều khi họ cũng không có khoái ví dụ như anh chị biết ơn cái ly hay anh chị biết ơn nước hay là anh chị biết ơn tiền hay là tất cả mọi thứ nó là năng lượng hay các anh chị tất cả mọi thứ nó đều là một cái tần số năng lượng ví dụ như cái đồ vật của em như thế này đúng không ạ nó là một cái tần số năng lượng nếu mà em nói rằng là ui chị biết ơn em nha nó không có nghe nó nghe nhưng mà nó không khoái nó không có cảm xúc nhưng mà mình biết ơn là bởi vì sao bởi vì nhờ có em nó chị mới đưa những cái thông tin vào trong máy tính được không có em đâu đưa được đâu mà không đưa được đâu có sử dụng được đâu thấy không cái biết ơn ghê không biết ơn em nó không có em mà không bỏ tay không có em là không làm được đâu thì nó nghe nó khoái các anh chị nó nghe nó cũng cảm nhận được nha Tại vì nó là năng lượng mà năng lượng truyền năng lượng qua thôi mà truyền năng lượng qua nó là một cái tần số năng lượng khác nhau thôi các anh chị nên là chúng ta hãy cái 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 thể hiện cái sự biết ơn như vậy. Nè anh chị nhớ ha. Và có lý do. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ luyện viết 10 điều biết ơn và có lý do các anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ luyện um, cái thói quen mà chúng ta phải luyện mỗi ngày, đó chính là chúng ta phải viết ít nhất là 10 điều biết ơn về mọi thứ xung quanh của mình. Nó sẽ theo những cái chủ đề như sau. Có thể là anh chị viết biết ơn về sức khỏe và cơ thể của anh chị. Và cái thứ hai có thể anh chị biết ơn công việc và cái sự thành công của mình, cái công việc mà anh chị đang có, cái sự thành công của các anh chị. Và cái thứ ba anh chị có thể biết ơn về tiền bạc, biết ơn các mối quan hệ của mình, biết ơn vì ngày hôm nay anh chị được hạnh phúc, anh chị biết ơn về tình yêu, cuộc sống, về thiên nhiên, nè về nước, đất nước khí rồi không khí rồi tất cả những thứ đó nếu mà không có thì anh chị cũng đâu có tồn tại đâu ạ hoặc là những cái sản phẩm và dịch vụ mà anh chị mua về anh chị xài nhưng không phải là bỏ tiền ra mua dịch vụ của người ta xong chê mắc chê rẻ nhưng mà chê lên chê xuống trời ơi cái này dây đi mà mà giá đắt quá trời không mà chê không à thì sao mà thì mình cũng biết ơn và bất cứ gì mà anh chị có thể xuất hiện trước mặt các anh chị anh chị có thể nhanh chóng nói là biết ơn liền chúng ta hãy uh, luyện cho mình cái thói quen biết ơn nha cho anh chị đừng có suy xét rằng là cái này nên biết ơn còn cái kia thì bỏ bớt <laughs> không okay, các anh chị chúng ta đừng có suy xét mà trong đầu chúng ta nghĩ đến cái gì thì chúng ta hãy viết biết ơn liền luôn chúng ta không có cần là ừ mình phải biết ơn cái này nhiều hơn còn cái kia bớt bớt lại cũng được chúng ta đừng có suy xét như thế anh chị miễn sao các anh chị có được cái cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời là được ha rồi đó thì đó là thói quen này lát này em sẽ chúng ta sẽ cùng nhau làm và ở đây các anh chị bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ làm là gì ạ là chúng ta sẽ viết ra 10 cái điều mà chúng ta biết ơn và chúng ta ghi cái lý do tại sao chúng ta phải biết ơn nữa được không các anh chị rồi bao nhiêu anh chị anh chị sẽ viết theo công thức như sau ạ tôi thật sự hạnh phúc khi được ừ, um, hoặc là tôi rất là vui, hoặc là tôi rất là hạnh phúc và biết ơn. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn khi có được cái này 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 vì gì yeah. ha? Vì bởi vì nha. Yeah. Ok. Rồi thì trước khi mà uh, chúng ta sẽ cùng nhau viết thì em sẽ, sẽ dẫn các anh chị một chút xíu rằng là Ừ uhm nhưng mà thôi hết thời gian nên cái này cũng xin rồi xem ha các anh chị có thể lấy uh, uh, cái sổ của các anh chị ra đi ạ à. anh chị sẽ chuẩn bị cho mình một cái sổ để viết là biết ơn ha một cái cuốn sổ để các anh chị viết là biết ơn Và bây giờ các anh chị hãy viết cùng em luôn ha rồi nó sẽ có hai bước cho các anh chị nha bước một là chúng ta viết bước hai là chúng ta sẽ đọc lên chúng ta viết xong mà chúng ta không đọc lên thì nó cũng không có hay các anh chị mình đọc lên và mình sẽ nói là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các anh chị nha. Chúng ta phải có ba cái từ cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn các anh chị. Là nếu như mà anh chị ở đây á mình không có cảm, mình chưa có cảm xúc khi biết ơn á, khi mà viết á không sao cả. Tại vì trước giờ không biết ơn nó quen rồi. tự nhiên giờ nói là biết ơn thì sẽ nó ngượng ngượng không thấy nó kỳ kỳ, nó sao không có thoải mái các anh chị. Nhưng mà không sao. Cứ dành thời gian luyện đi là nó nó sẽ nhiễm từ các anh chị nha nếu như mà một số anh chị nói là ngay bây giờ chị thấy chả biết ơn cái gì hết chả biết viết biết ơn gì hết em ơi là dính này đó dính vô cái cái gì ạ là không là chưa có cái cảm xúc nhiễm từ về cái sự biết ơn nên là ngày hôm nay chính cái anh chị mới là cái người cần phải luyện nhiều nhất là cần phải viết nhiều nhất nếu như ngày hôm nay mà mình thấy là mình vô cảm với mọi thứ Thì có thì, 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 thì cái đó là cái chuyện hiển nhiên rồi mắc gì mà phải viết cảm ơn chứ không à, thì các anh chị hãy luyện nha luyện mình luyện chừng 10 ngày thôi là các anh chị nhiễm từ nha các anh chị và bây giờ các anh chị hãy viết cùng em nha tôi à, tôi rất là hạnh phúc và biết ơn các anh chị nhé anh chị ghi theo cấu trúc đó nha tôi rất là hạnh phúc và biết ơn biết ơn cái gì đừng mới bởi vì các anh chị ha rồi xin mời các anh chị viết nha